Chúng ta sang câu số 3 trong đề thi, đó là giải hệ x cộng y trừ 1 trên x trừ 1 trên y bằng 5, x mũ 3 cộng y mũ 3 trừ 1 trên x mũ 3 trừ 1 trên y mũ 3 bằng 50. Thì các em lưu ý là cái câu hệ phương trình trong đề thi ấy, nếu không phải là hệ khó thì thường là cái câu hệ đó sẽ đi theo hai mô hình, hai cái kỹ thuật cơ bản. Một là rút thế, hai là đặt ẩn phụ. Đấy là hai cái kỹ năng cơ bản nhất của việc giải hệ phương trình. Thế thì ở đề thi này chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật đặt ẩn phụ. Mà muốn đặt ẩn phụ thì chúng ta phải tạo ra một cái hệ mà nó chỉ chứa có hai đại lượng thôi. Chúng ta biến đổi cái hệ phương trình sao cho nó chứa hai đại lượng, thì chúng ta đặt một đại lượng bằng u, một đại lượng bằng v là chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Cái khó nhất của cái kỹ thuật đặt ẩn phụ chính là tạo hai đại lượng để đặt u v. Thế thì ở đề thi này chúng ta sẽ tạo ra cái hệ phương trình chỉ chứa hai đại lượng, đó là hai đại lượng nào? Chúng ta sẽ nhìn thấy sẽ chứa hai đại lượng, đó là x trừ 1 trên x và y trừ 1 trên y. Phương trình trên thì dễ rồi nhé, chúng ta cùng nhau giải này. Điều kiện này x y phải khác không, thế bây giờ hệ tương đương này. Ở trên thì xếp x với trừ 1 trên x là một cặp, y trừ 1 trên y là một cặp. Như vậy phương trình thứ nhất chỉ chứa hai đại lượng x trừ 1 trên x và y trừ 1 trên y. Nếu như phương trình thứ hai mà chúng ta cũng tạo ra được một cái phương trình chỉ chứa hai đại lượng này thì vấn đề coi như xong. Thế thì để làm được điều đó thì các em cần phải nhớ cái hằng đẳng thức sau đây. Cái hằng đẳng thức a mũ 3 trừ b mũ 3, nếu mà viết thành là a trừ b nhân với là a bình cộng với ab cộng b bình thì cái này ai cũng biết, đúng không? Nhưng mà thực tế trong thi ý, thì a mũ 3 trừ b mũ 3 người ta dùng bằng cái này này, bằng a trừ b tất cả mũ 3 đấy, cộng với 3ab nhân với a trừ b, dùng cái này cơ đấy. Thế thì áp dụng vào đây nhé, áp dụng vào đây nhé. Này, x mũ 3 trừ 1 trên x mũ 3, để tính toán để các em xem này. X mũ 3 trừ 1 trên x mũ 3 áp dụng hằng đẳng thức này sẽ bằng x trừ 1 trên x tất cả mũ 3 trừ cộng với 3x nhân với 1 trên x nhân với x trừ 1 trên x. Và chính bằng